đời còn nước này trẻ con không đến trường ngày thứ tư, nó làm những việc khác một lúc trẻ còn đi hồ bơi. Người ta đeo kính bằng plastic vì nước có thuốc sát trùng để cho sạch và vì nước chích vào mắt. Hồ bơi thường có những miếng tán nhỏ để tập bơi để hơn nữa có những buồn tăng cường thể năng tăng cỡ nó buồn tuôn có dáng để tăng người tăng cỡ nơi chắc một đích để con xem TV quế hầu hết trẻ con đi phim hoặc hòa phụ mẹ. Người ta luôn có một diễn biến muốn đáng dạ chủ và đáng dương giống cha nó hay mẹ nó họ đưa ra những trò chơi đưa nhau chạy xe đạp. Chúng nó cũng phải cũng muốn học tập để đạt người chạy xe giỏi nhất. Khi chúng nó trở thành người lớn, những đứa giỏi nhất sẽ thi đua một trận là người đứng đầu. Khi họ đã giải chẳng còn bao nhiêu người sống sót, họ tụ tập trong một hội người nhà cá chất đã chơi bài tân tinh. Họ sung sướng vì là những người đó sung sướng và họ nhớ những người giỏi nhất sẽ là những người chết sớm nhất.